Chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Gỗ Tùng Tám nhé. Và thì bây giờ là 4 giờ chiều ngày 11 tháng 11 năm 2019. Và thì tôi rất hân hạnh được đón chị Bình ở cách Trù, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, rất là gần nhà tôi, đang vào ký duyệt bộ tập thờ. Và đó là một bộ tập thờ chân 22 chất liệu gỗ mita, 100% là loại mita. Và trên quý vị là chị Bình ở các chủ đây, chị đang ký duyệt bộ sản phẩm, đó là chiếc tập thờ bằng mita này, bằng tại xưởng luôn, tại xưởng sản xuất của cơ sở Tùng Tám tôi luôn đây. Và thì là hàng Tết quá nhiều, quá chật, chúng tôi không thể cho ra ngoài kia được nữa, còn tôi phải để tận trong xưởng. Đấy, quý vị nhìn nhé, tại xưởng hôm nay tôi sẽ quay tại xưởng. Tại xưởng sản xuất luôn nha các bạn. Từ đây ra ngoài kia, vâng, bây là buổi chiều, ánh nắng chiều nó đang xiên vàng. Và đây, hình ảnh quý vị đây. Mình nha. Đấy. Tại xưởng cơ sở sản xuất chúng tôi trực tiếp luôn nha. Đây nhá. Đây nhá. Đây là ngoài cuối xưởng này. Rất là rộng và cái cơ sở tôi 1000 m2 mà. Đấy, bút từ đây là kia, vâng, tôi đứng ở trung tâm xưởng đây, trung tâm sản xuất đây. Bút từ đây là kia nha, vòng vào trong này nha, vòng vào trong này nha. Đấy, mình cứ đứng ở tại trung tâm như vậy. Đấy, quý vị nha. Vâng, đây là tuyến đường tỉnh lộ nhé, tỉnh lộ chứ không phải quốc lộ, đang chạy qua nhà chỗ vào. Đây là máy đục của tôi, đục suốt ngày đi gỗ rất nhiều. Đây, tấm gỗ hương đá mặt trưởng. Đấy, đấy, quý vị nhìn tinh xa xa là kia có một số người đang ngồi trà nhã mà tí đằng kia. Và những cái đấy hoàn thiện là ấy lại hết. Đây, quý vị nhìn này. Tôi đang làm một cái kệ khủng khiếp luôn này. Kệ hàng siêu đỉnh luôn. Và cái kệ này giới thiệu quý vị, nó có kích thước dài 2m2, à chứ 3m2, và 3m2, và chỗ cao là 1m15. Chiếc kệ siêu vip và chất liệu gỗ hương đá, hương đá từ đằng sau ra đằng trước là một loại gỗ luôn, khủng khiếp. Rồi ngày kia xong chúng ta sẽ đưa ra sân và để giới thiệu một chiếc kệ hàng siêu vip này cho quý vị xem nhé. Bây đang lắp dở đây. Kia, yeah, quý vị nhìn đằng đây, những bộ tiền kệ lắp dở, đôi tiền kệ gõ đỏ siêu vip này, khang vuông 5 phân này quý vị. Đấy, yeah. Đây, đục xin xin rồi đây.